Một ngày trước khi có chuyến công du thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình, chiều ngày 17 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 11. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tạo điều kiện tốt nhất để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố toàn cầu. Một ngày trước khi có chuyến công du thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình, chiều ngày 17 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 11. Tại đây, người đứng đầu Đảng, Nhà nước đề nghị Chính phủ, Quốc hội sớm giải quyết các kiến nghị của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện tốt nhất để thành phố phát triển mạnh mẽ, bền vững. Trong gần 40 năm qua, kể từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là địa phương đóng góp to lớn cho cả nước trên cả phương diện GDP, thu ngân sách, năng suất lao động, cơ chế, chính sách mới, mô hình kinh doanh mới, nhiều ý tưởng sáng tạo, đột phá, công nghệ mới, cách làm mới thường được triển khai rồi lan nhân rộng cả nước. Trong khó khăn, nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì mức khá, cho thấy những nỗ lực bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền, người dân và doanh nghiệp thành phố. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói, tuy nhiên theo ông, thành phố vẫn còn những tồn tại, hạn chế chưa tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng, lợi thế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng phát triển chậm lại so với một số đô thị lớn trong khu vực Đông Nam Á và châu Á về năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và chất lượng sinh sống. Thành phố cũng gặp khó khăn bất cập trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị. Nhiều dự án hạ tầng, dự án đầu tư lớn bị chậm tiến độ so với kế hoạch. Mặt khác, kết cấu hạ tầng của thành phố còn yếu kém, ngày càng quá tải, phát triển văn hóa chưa tương xứng với vai trò, vị trí, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn. Đáng chú ý, tinh thần tiên phong và vị thế dẫn đầu của thành phố đang suy giảm, không còn giữ vai trò dẫn đầu trong một số chỉ tiêu quan trọng. Đối với các đề xuất, kiến nghị của thành phố, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành liên quan sớm nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp với thành phố để giải quyết. Tinh thần là tạo điều kiện tốt nhất có thể để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, bền vững hơn nữa, ông nói. Trước đó, theo báo cáo của Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 11 đề ra 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, nhưng qua rà soát, dự kiến có 17 chỉ tiêu sẽ hoàn thành, 5 chỉ tiêu khó hoàn thành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nói, tăng trưởng kinh tế của địa phương giảm dần trong những năm qua và đóng góp của thành phố về GDP, thu ngân sách cũng giảm dần trong 5 năm qua. Nguyên nhân là các động lực tăng trưởng đang có vấn đề và có những điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng giao thông kết nối, nhiều tồn đọng chưa giải quyết như dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, các vấn đề liên quan đến SCB, Vạn Thịnh Phát, Thủ Thiêm, v.v. Theo ông Mãi, những vấn đề tồn đọng này nếu được tháo gỡ sẽ giải phóng nguồn lực rất lớn cho sự phát triển của địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có cơ sở để tăng trưởng hai con số từ năm 2030 trở về sau và tiếp tục giữ cương vị đầu tàu, trung tâm kinh tế, cực tăng trưởng của cả nước, ông Mãi nói. Tại buổi làm việc, Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra một số kiến nghị như Trung ương xem xét cho phép xây dựng luật quản lý và phát triển đô thị đặc biệt, các bộ ngành quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng cấp quốc gia và cấp vùng trên địa bàn, có chính sách thu hút nguồn lực từ mọi nơi bằng cách xây dựng các cụm ngành kinh tế về dịch vụ, thương mại, đổi mới sáng tạo của các vùng. Sau khi cùng phu nhân Ngô Phương Ly kết thúc chuyến thăm thành công tới Trung Quốc, ngày 23 tháng 8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Thành ủy báo cáo tờ trình xin ý kiến chỉ đạo về quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ý kiến các cơ quan đóng góp về đề án quy hoạch, Bộ Chính trị đã tập trung thảo luận và cơ bản thống nhất về những chủ trương, quan điểm lớn, quan trọng định hướng quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, kế hoạch phải thể hiện rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ của cả nước, hướng đến là trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và châu Á,
có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần khai thác hiệu quả không gian mặt đất, mặt nước, không gian ngầm, không gian vùng trời, định hướng những phương thức giao thông hiện đại tương xứng với diện mạo của thành phố toàn cầu trong tương lai. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý, cân bằng giữa phát triển kinh tế với văn hóa, lấy người dân là chủ thể trung tâm của phát triển. Bộ Chính trị đề nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tập trung lãnh đạo khẩn trương hoàn thiện quy hoạch. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, cần quyết tâm, quyết liệt, có cơ chế, chính sách khơi thông, kích hoạt mọi nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xứng tầm với mong muốn của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và nhân dân cả nước. Thanh tra kiến nghị kiểm điểm 11 cán bộ Bạc Liêu liên quan đến AIC. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã có kết luận thanh tra về việc thanh tra đột xuất toàn diện đối với các dự án, gói thầu có liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC do Ủy ban Nhân dân huyện Giá Rai, nay là thị xã Giá Rai, làm chủ đầu tư. Trong danh sách kiến nghị kiểm điểm của thanh tra tỉnh Bạc Liêu vì liên quan đến sai phạm, trong một gói thầu do AIC triển khai tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Giá Rai, có một số cán bộ còn đương chức. Thanh tra tỉnh cho rằng, dù có dấu hiệu thiếu minh bạch từ giai đoạn báo giá xin chủ trương đầu tư, báo giá lập dự án, thẩm định giá, tham gia dự thầu đều có sự tham gia của công ty AIC và doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC, nhưng chủ đầu tư khó phát hiện các hành vi nêu trên. Tuy nhiên, chủ đầu tư, các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan thiếu kiểm tra về trình tự thủ tục, hồ sơ pháp lý để xảy ra hạn chế, thiếu sót trong việc chỉ định thầu các đơn vị tư vấn, phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật, nghiệm thu sản phẩm tư vấn, nghiệm thu thiết lập, lập hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Thanh tra xác định hạn chế thiếu sót nêu trên trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân huyện Giá Rai, nay là thị xã Giá Rai, trọng tâm là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, phụ trách và cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan tại thời điểm phụ trách, cần kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong thời gian tới. Cụ thể, thanh tra kiến nghị kiểm điểm 11 cán bộ, gồm ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế, có trách nhiệm trong việc trình, xin chủ trương, bổ sung xuất xứ thiết bị để xảy ra hạn chế thiếu sót. Ông Huỳnh Công Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Rai, tại thời điểm phụ trách, hiện nay là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu vì liên quan đến trách nhiệm ban hành quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng kỹ thuật chưa phù hợp. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý Công trình Xây dựng Cơ bản huyện Giá Rai, nay là Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng dân dụng tỉnh Bạc Liêu. Ông Vĩnh chịu trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện để xảy ra hạn chế, thiếu sót như tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã chỉ định đầu tư tư vấn trước khi tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nghiệm thu hoàn thành hồ sơ dự toán thiết bị, chứng thư thẩm định giá trước khi có sản phẩm bàn giao chưa phù hợp. Ông Đỗ Minh Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Rai, tại thời điểm phụ trách liên quan trách nhiệm công tác lập hồ sơ, trình thẩm tra phê duyệt, quyết toán dự án hoàn thành trễ thời gian so với quy định. Ngoài ra, cán bộ lãnh đạo của Ban Quản lý Dự án thị xã, Phòng Kế hoạch Tài chính thị xã Giá Rai cũng đã có tên trong danh sách bị kiến nghị kiểm điểm. Chủ tịch Thượng viện Australia Julius đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Trưa 24 tháng 8, Chủ tịch Thượng viện Australia Julius cùng đoàn đại biểu Thượng viện Australia đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 30 tháng 8, 2024. Theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Australia, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà. Tham gia đoàn có ông Kevin Hogan, hạ nghị sĩ, Bộ trưởng phe đối lập về thương mại và du lịch, bà Annie Urquhart, thượng nghị sĩ, bà Lê Thị Trang Đài, hạ nghị sĩ người Australia gốc Việt, bà Rachel Kalinan, thư ký đoàn, bà Niat Muluketa, cố vấn, bà Harriet Brook, cố vấn. Thượng nghị sĩ Sulais sinh ngày 15 tháng 12 năm 1953 tại Tây Australia. Thượng nghị sĩ Sulais đại diện bang Tây Australia từ năm 2013 và là chủ tịch Thượng viện từ năm 2022. Bà từng giữ vai trò phó chủ tịch Thượng viện và chủ nhiệm các ủy ban từ năm 2016 tới năm 2022. Bà Sulais là nữ chủ tịch Thượng viện thuộc Đảng Lao động đầu tiên và trở thành nữ chủ tịch thứ hai sau Thượng nghị sĩ Đảng Tự do Margaret Reid vào năm 1996. Chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên trên cương vị chủ tịch Thượng viện Australia của bà Sulais
diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang phát triển tốt đẹp. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu chặng đường hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, góp phần làm sâu sắc, thực chất hơn nữa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, đưa mối quan hệ này trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.